Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. 12:25, cuối cùng thì hàng từ Nhật đã đến rồi. Hôm nay về tổng cộng 12 kiện hả em? Dạ, về 12 kiện anh. Đây là những cái kiện hàng cá coi được xuất từ Nhật về. Đó. Đây anh lên cho anh kéo cho. Hay để anh lên cho khoan. Để kéo vô là ok đúng không em? Phần này là 50 con nè các bạn. Hai bé. Màu rất là đẹp luôn. Đây là 12.000 đô là giá em đấu được chúng ở bên đó, chưa tính tất cả những cái chi phí. Nếu mà thêm những cái chi phí để đưa về tới đây thì nó tầm thêm khoảng mấy. Em bán không dưới 15.000 đô. Ừ. Là một đỏ đen nhưng mà không có con nào giống con nào hết. Bất kể hoa văn trên này nó hoa văn nó hoàn toàn khác nhau hết. Dạ, nên khỏi cần không cần phải bán chip. Em chưa tính cái chi phí lợi nhuận là 42.000 tất cả. 42.000. Dạ. Chốt luôn. 800 mấy chục triệu á, 870 triệu. Tầm đó, 870, 880. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hiện giờ là 12:25 ha. Thì cuối cùng thì hàng từ Nhật đã đến rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra đón xe hàng. Dạ. Cẩn thận anh. Ok em. Mình đi quay thôi, mình còn lăn xăng hơn là ông chủ chạy nữa các bạn. Lăn xăng lắm. Đây. Anh ơi. Đây nè anh, đây nè. Hôm nay về tổng cộng 12 kiện hả em? Dạ, về 12 kiện anh. Yeah. Xe này nãy chờ trên sân bay. Chờ từ 8 giờ là mới chuyến bay đáp hả ta? Dạ 9 giờ. 9 giờ chuyến bay đáp, làm thủ tục này nọ. Về tới đây hiện giờ là 12:25. Mới tới đây hả các bạn ha. Đây. Đây là những cái kiện hàng cá coi được xuất từ Nhật về. Đó. Nguyên đai nguyên kiện nó là như thế này. Rồi. 12 thùng. Nhận nhé. Cái này là tô sai. Cái ta được cái đó có để kiểm tra cá cái nặng. Em kêu nặng đó mà. Anh em để... cứ đem lên hết xong rồi kêu mình kiểm tra luôn. Em cứ đưa lên trên hết đi. Đưa lên trên hết đi, tại vì mình kiểm tra là phải có người kéo lên. Đó. Rồi lên trên kéo. Đây anh lên trên kéo cho. Hay để anh lên cho khoan. Đưa lên nè. Này kéo vô là ok đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ. Permission. Không có khách. Thấy mình lăn xăng không? Ừ. Đây, trao cho anh okay. Tí nữa anh... Ồ, có thùng cũng nặng lắm.
này mình khiêng lên. Dạ. Em nghe đây anh. Rồi rồi, ok ok. Ủa? À ok ok. Tưởng khi cũng mệt, ai ngờ cũng mệt dữ các bạn. Nặng á. Tội nghiệp anh Nam quá. Qua chơi lần nào cũng bắt khiêng hàng. Lần trước thì khiêng cá. Lần này khiêng mấy thùng từ Nhật về. Hiếm có YouTuber nào mà có tâm như anh Nam luôn. Hiếm có YouTuber nào mà ham vui như anh luôn á. Để dọc không? À trong đây cá nhỏ hả? Đây các bạn, trên cái thùng này chúng ta có ghi số con luôn ta, như cái này 50 con, cái này 1 con. Đúng rồi. Dạ. Cái này là 1 con. À. Giờ mình khui theo thứ tự nào ta? Bây giờ em chỉ đạo nghệ thuật đi. Dạ. À, trước khi mà khoan. À, bây giờ là em trong cái lúc mà rọc thùng á, em sẽ quay video lại. Ok. Để trong quá trình mà vận chuyển mà có vấn đề gì thì em sẽ có cái video để em cầm lên lại với cả anh Nhật. Ha. Dạ. Bây giờ mình có chỉ khui thùng nào trước không? Dạ không, anh cứ khui. Bây giờ mình chỉ kêu việc là mình khui xong mình kiểm tra xem cá nó còn sống hay không thôi. Ok. Dạ. Đâu mà khui cái thùng mình đọc giá đồ này nọ luôn. Dạ, cái giá thì chắc là tí xíu nữa khi mà anh mở cái bọc á. À. Dạ, thì em sẽ nhé. Đây. Đúng con rồi. Này là con này là cái giá mà em đấu giá ở bên kia á anh Nam là 12.000 đô. 12.000 đô. Dạ, chưa tính tất cả những cái chi phí nha. Chưa tính chi phí dưỡng rồi vận chuyển về đây luôn. Dạ. Riêng con cá không từ bên đó là 12.000 đô. Dạ, con cá này em đấu được ở bên kia là 12.000 đô. Wow. Dạ. Thùng này là 50 con nè các bạn. Dạ. Đây là cá nhỏ. Cá nhỏ. Có cái này là cái gì em? Dạ, cái này là cái bịch này đó. Là nó là vừa cái oxy để nó tăng thêm để trong quá trình mình đi đường dài anh. Và cái bịch này nó cũng có cái công dụng là nó hút những cái mà NH3, cái amoniac ở trong nước anh. Ok. Dạ. Không có làm nước nó bị hư đồ này nọ đúng không? Dạ. Dạ. Vậy là khỏe đúng không? Nói chung là mình unbox cái hộp nào mà mở ra thấy nó lăn tăn đó là thấy ok. Ok. Thấy im ghê là thấy ông bảy rồi đó. Dạ. Có một cái lần á Nam là em mang một cái con cá 93cm về. Xong em unbox cái hộp xong em không thấy nó quậy. Thấy im ru à. Dạ em thấy im ru à anh Nam. Dạ. Dạ con này. Dạ đây. Đây là một cái con cá mà tí xíu em sẽ cho anh xem cái video là từ nhỏ em gửi cái ao bùn. Có cái video cá mà nó bơi trong ao bùn ha. Rồi đến khi mà nó lớn thì đến khi mà nó về Việt Nam ở đây. Đây các bạn. Dạ. Đây là gọi là cái certificate, giấy chứng chỉ, giấy khai sinh. Dạ.
À, này là lịch hả? Đây có lịch, tí xíu nó tặng cho anh Nam một cái làm kỷ niệm nha. Ôi ôi, thank you em. Dạ. Đây các bạn, hàng nhập trực tiếp từ bên Nhật về. Có dạ, cái giấy khai sinh nó như thế này đây. Rồi, nằm đây đi. Anh đợi em xác nhận cái đi. Hai bé. Anh đợi em chút em xác nhận. Khỏe ha. Cá bay đường dài về mà khỏe. Alo. Ừ anh ơi, cái cước này á để em xác nhận lại với ở bên đầu vận chuyển ở ngoài kia, xong rồi em luôn sẽ, nếu mà như thế nào em sẽ chuyển khoản, tại vì mọi lần em đưa về mai vàng là ở ngoài kia người ta thanh toán. Alo. Dạ đúng rồi, mọi lần là ở ngoài kia người ta thanh toán, để tí xíu nữa em xác nhận với bên kia mai xem vàng, người ta có em thanh toán hay là em thanh toán, người ta em sẽ cái nhỏ lại cho anh. Màu rất là đẹp luôn. Vậy anh cứ cho xe về đi, có gì em chuyển khoản nha anh. Dạ, chết tại vì này chặt quá. Địa chỉ em ở đây không mà anh cũng đừng có lo. À cái quận 6 đó là nhà riêng của em. Ồ, đây là trại cá của em. Mạnh chưa? Ờ ok. Rồi anh cứ về đi. Rồi có gì chút xíu nữa em liên lạc với ngoài kia rồi em nói chuyện với anh đây. Rồi rồi ok anh, ok. Rồi rồi. Ồ. Cá nhỏ. Cầm bé đơn sắc. À nổi tiếng chuyên về dòng đơn sắc hả? À hồi nãy em có kể với anh Nam cái câu chuyện là có một cái con mà nó đạt kỷ lục á, có nghĩa là lớn nhất thế giới hiện tại trong cái cá koi này á, là 1m12 cm, là từ cái trại Konishi này. À từ cái trại này ra. Và một cái con Karashi nó đạt được kích thước là 1m12 cm. 1m12 cm. Dạ. Là lớn nhất á. Dạ. Nó là một cái con đơn sắc luôn. À đây là hồi nãy em có nói với anh á là em có những cái con cá mà em đi thi đoạt giải ở bên kia, bên Nhật á. Đây là những cái con em nói với anh nè. À. Dạ. À mini Grand Champion vậy hả? Dạ đúng rồi. Ồ anh Nam nhớ hay. Đó. Đây là certificate. Em rất là may mắn, có nghĩa là anh em mua cá ở bên đó rất là nhiều luôn và người ta đưa đi thi rất là nhiều luôn, nhưng mà cái tỷ lệ người ta thắng giải á, nó chỉ có được vài con thôi. Em may mắn em lấy 7 con mà tất cả 7 con đều có giải hết luôn. Rồi. Chỉ là đặt giải cao nữa. Rồi rồi. 7 cái giải luôn á hả? Dạ. Đó. Đây là cái con cá mini Grand Champion em được in tên ở trong cái tạp chí của Nhật luôn. Wow. Dạ. Quá đã. Bạn ơi. Lắm. Ngược anh. Ngược rồi hả? Dạ. Dạ đúng rồi đó. Lắm nha. Lụm ké thôi. Ok, chúc mừng em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho tất cả xuống để mình cân bằng cái nhiệt độ hồ. Còn cá nhỏ thì em sẽ đưa vào cái khu dưỡng ở trong riêng. Dạ. Ok các bạn, thì cá nó giống như trong cái clip mà các bạn vừa coi ở trên kênh á, thì là cá mới về, do chúng ta tránh cái việc mà sốc cái nhiệt độ nước giữa hai cái môi trường khác nhau, thì giờ chúng ta sẽ ngâm nguyên cái bịch cá này xuống dưới cái hồ luôn để nó cân bằng cái nhiệt độ lại. À, cũng khoảng một tiếng rồi bắt đầu mới thả cá hả? Dạ khoảng 30 phút đến một tiếng, thì tùy theo cái nhiệt độ trong bọc, cái lợi nhiệt độ ngoài. Nó tương thích thì em sẽ thả nó ra ngoài. Ok. Dạ. Vậy là tối nay là anh em tăng ca là chơi tới sáng luôn. Rồi anh Hiếu với Khoa đưa cái cá nhỏ này vào trong giúp em nha. Ừ, cá lớn cứ thả xuống xuống hồ trước đi.
đứng được. Đó, đứng bao nhiêu đó. Đây là cái dòng gọi là Yamabuki á anh Nam. Ờ. Thì những cái dòng cá vàng như vậy, màu vàng vậy á, thì em nhập về để em bán Tết và anh em rất là thích màu vàng này để chơi Tết. May mắn ha. Đây các bạn thêm một đống certificate, giấy chứng nhận nữa, certificate giấy khai sinh nữa đó. Không sao anh. Còn giấy nữa nè. Quá trời giấy tờ luôn. Dạ. Các bạn thấy nông dân thời hiện đại không các bạn? Nông dân á. Nông dân vui thùng nào thùng nấy, nhiều tiền quá. Này, này. Cái con này á, là lúc mà em cho một cái anh khách ảnh xem cái video lúc mà em thả ao bùn với lại lúc em vớt ao bùn lên á, là anh khách ảnh đòi mua. Nhưng mà em bảo là thôi để em về Việt Nam em xem nó hiện đại như thế nào. Dạ. Vô lấy một cái lịch nha. Vô lấy cho anh một cái lịch. Cái lịch. Này cá nhỏ để vô hồ dưỡng đây. Trong. Cái bao này ở đây. 12.000. 12.000 đô. Dạ. Đây các bạn, đây là 12.000 đô là giá em đấu được chúng ở bên đó, chưa tính tất cả những cái chi phí. Nếu mà thêm những cái chi phí để đưa về tới đây thì nó tầm thêm khoảng mấy ngàn đó. Nếu mà tất cả những chi phí, ví dụ như là phí vận chuyển nội địa ha, vận chuyển về Việt Nam, phí quy đổi tiền, thì cái con này nè em bán không dưới 15.000 đô. Dạ. Thì mấy cái chi phí vé vận chuyển đó này nọ cũng hết 3.000 đô rồi. Dạ. 12.000 đô các bạn là giá đấu từ bên Nhật thôi nha. Về đây thì nó sẽ thêm những cái chi phí phát sinh đồ này nọ. Nói vui đó là chiếc Kia Morning đang anh em đang thả xuống hồ đó. Đây thêm một cái đóng certificate. Dạ. Cái này là dù khách nào mà mua cá nào là đưa cho người ta luôn. Dạ đúng rồi, người ta sẽ chọn cái con cá xong mà em sẽ đưa ra. Thì cái giấy này nó sẽ có cái tuổi con cá nè, 2 tuổi, rồi cái CM con cá hiện tại, có nghĩa là cái kích thước con cá hiện tại, rồi cái chạy mà lai tạo ra cái con cá này luôn. Dạ đó. Ủa cái con không... này người ta có bắn chip không ta? Dạ thật ra nó không có bắn chip anh, tại vì anh thấy không, mỗi cái con tuy là nó cùng là một đỏ đen nhưng mà không có con nào giống con nào hết. Bất kể hoa văn cho nên hoa văn nó hoàn toàn khác nhau hết. Dạ nên là không cần phải bắn chip anh. Dạ. Đây cái dòng này tên gọi là Hi Usuri. Hi có nghĩa là màu đỏ. Dạ thì ở đây anh em ở Việt Nam mình hay gọi một cái tên gọi vui là cọp đỏ. Dạ kế bên em có một cái con gọi là cọp vàng. Hôm nay tối không thấy được nó. Dạ con này là gọi là cọp đỏ. Dạ hay quá, tối nay anh em mình đi bắt cọp nè. Này là cá con sẽ đưa vô cái khu trong. Dạ. Cá nhỏ. Tại vì anh biết không là ở trong đó em có làm một cái hệ thống dưỡng nó nhỏ hơn. Nisai là 3 năm tuổi á. Dạ Nisai là 2 tuổi á. 2 tuổi á hả? Dạ cá 2 tuổi, còn Tosai là cá 1 tuổi. Đây là Tosai, đây cá 1 tuổi lớn lên nó sẽ giống bạn này các bạn ha. Dạ. Sướng thiệt. À,
em bóc phốt cái trại này một tí á, là họ làm ăn không có uy tín. Ừ. Là lúc mà họ bán cho em á, họ kêu á là 45 đến 58 cm. Ừ. Nhưng mà về đây nãy giờ em kiểm cái sạch tới phi khay con nào cũng trên 60 cm hết rồi. Có lời, có lời hả? Hôm nay anh Nam ghé cũng là một cái may mắn. Trời ơi. Ghé đâu hơn đó là được rồi. Dạ. Có nghĩa là lúc mà hợp đồng mua là chỉ có khoảng 45 thôi. Dạ, 45 tới 58. 58 rồi, bây giờ là trên 60 hết rồi. Dạ. Ừ. Trong quá trình mình ngâm á, mình để ý những cái bao này, nhiều khi là cái bao nó bị chúi cái đầu xuống á, là cá nó sẽ khó chịu liền. Dạ. Nó không gian nó hẹp lại liền. Dạ. Anh thấy cái màu vàng của nó rất là tươi tí. Đúng xíu rồi, nữa là em mở bao ra anh coi cái fulgurine. Hôm bữa em nói anh cái fulgurine cái lồng vẫy á. Ừ. Dạ, anh nhìn rất là sáng luôn. Dạ. Đó quá. Riêng anh Nam nếu mà chơi cá coi thì vàng đỏ đen vậy em sắm cho anh đủ một bộ luôn. Anh chơi, anh không chơi, anh chơi là phải đủ màu. Dạ. Đúng rồi, mấy con này 60 trở lên không? Dạ. Đây là trả lời câu hỏi anh Nam là nãy anh Nam kêu là mua cá nhỏ cái khi nào nó lớn lên đâu á. Dạ. Thật ra thì là do như nãy em cũng nói với anh á, là đợt này do em build farm nên là khi mà em chốt rồi á, em mang về thì nó sẽ trễ hơn so với dự kiến. À. Thì cũng may mắn là trại này người ta khiếp khá cũng tốt. Ừ. Dạ, nên là nó lên cái size ngoài cái mà em đang mong đợi. Dạ. À, có nghĩa là cũng không phải là hồi nãy lúc mà mình nghe là mua 45 tới 50 mấy mà về còn 60 mấy thì mình lúc đầu mình chưa có hiểu, mình tưởng là lúc mà ship hàng đi thì có con nào người ta đưa mình con đó, nhưng mà dạ, không phải. Có nghĩa là lúc mà chốt á, thì nó chỉ có 40 mấy tới 50 mấy thôi các bạn. Rồi do là cái Aqua Studio là trong quá trình build cái farm nè, cho nên là thời gian lấy hàng nó bị mình delay lại. Dạ. Mình delay lại cho nên là trong quá trình đó thì cái chủ farm bên Nhật người ta chăm con cá nó tốt cho nên nó upside lên ha. Dạ. Rất là tuyệt vời luôn. Thật ra nếu mà lấy trễ em upside lên vậy chắc sau này em cứ lấy sẽ hoài trước luôn. Em cứ mua trước rồi xong em trả tiền cứ để từ từ lấy về. Ồ, cái này có sao không kìa, em thấy nó hơi bị dồn cục đây nè. Dạ, để em kiểm tra. Cọp đỏ. Này anh biết con cọp nâu với lại con cọp bạc không à. Nay anh mới biết con cọp đỏ. Rồi xong hả, chuyến một cái chuyến hàng coi như là như đây thì tổng cái chuyến hàng này em có thể công bố cho mọi người biết là nó khoảng bao nhiêu khoảng thôi. Dạ, tổng cái chuyến hàng này hả, để em tính xem. À, để em nhẩm thử xem. Ok. Các bạn tranh thủ coi có chốt được bạn nào chốt luôn nha. Đây là đang là mùa xuân ha. Màu vàng may mắn rồi, này là bán Tết. À. Khỏe ha, đi đường dài về là khỏe. Chúi đầu nữa kìa. Nó khi mà nó chúi đầu xuống thì nó cái không gian của nó nhỏ lại, nó đè nhau rồi. Dạ, cá nó sẽ quậy, nó khó chịu liền. Dạ. Tổng cái chuyến hàng đợt này em về á, là em chưa tính cái chi phí lợi nhuận á, là 42.000 tất cả. 42.000. Dạ. Chốt luôn. Hay là lẹ không? Còn chốt miệng lẹ như quỷ. À,
Mấy anh em chắc khi ra xe Nam đưa về luôn chứ. Hôm bữa các bạn mới coi clip đó xong á là mình chở chở cá đi, cái dàn cá trên xe của mình nó mắc tiền hơn là cái xe mình luôn. Bữa tính đi về Bình Dương luôn rồi. Mà thấy chắc không thoát nổi, thôi quay lại. Khó thoát quá. Đây là này, em nói là em sẽ tặng cho anh Nam một cái lịch cá coi. Dạ. Cái này là trời ơi nó đẹp. Dạ. Đây. Này đây là những cái con này là những cái con mà cá mà gọi là những cái con đạt giải ở Nhật anh. Là đây là con cá thật nha, chứ không phải là Photoshop. Dạ, đây là những cái con đạt giải cao ở Nhật. Dạ, qua nhiều năm. Dạ. Lại có quà rồi. Không uổng công mình thức khuya các bạn ơi. Dạ, đó, đây là con san kê. Đẹp chưa? Dạ. Đây là con siro, siro là trong hồ mình có nè anh. Dạ. Này, con này là con Roromo. Dạ, nó đây là có tên này, Roromo. Roromo. Dạ. Đây là cái con mà anh Nam thích nè. Đúng rồi. Dạ, con anh Nam kêu là anh Nam nói là cái gì ta? Dracula. Dracula. Dạ. Đây là cái gì? Dạ, Mochi vậy? Con Mochi. Mochi. Dạ. Đây là con Showa nè anh. Showa. Sansoku. Dạ rồi. Rồi luôn. Này. Em để chút xíu anh Nam nhớ mang về nha. Ok, thank you em nhiều. Sướng. Dạ, em để đây cho anh Nam nha. Ok, ok em. Mình sẽ cho các bé nó ngâm ở đây khoảng chừng nửa tiếng, nửa tiếng. Mình kiểm tra lại, nếu mình thấy nước nó bắt đầu nó cân bằng rồi thì chúng ta sẽ mở bịch thả ra. Khi mà tí xíu em ngâm trong đó một tí á, khi mà mình cân, khoan mình cân bằng xong á, em mang mấy con màu đặc giải ra trong cái tăng á, đem ra tăng này nè, mình quay cho anh Nam xem cái rồi mình đưa vô đó mình cách ly luôn. Ừ, em lấy cái tăng nhỏ thôi để có gì anh Nam xem nó dễ. À, tại vì có những cái con nhỏ em cách ly ở trong á, tại vì hồ ở trong em làm nó nhỏ hơn, để có gì em vớt cá hay là em xử lý trong cái không gian nó nhỏ thì nó sẽ ok hơn. Dạ. Thì nó đỡ tốn thuốc này nọ hơn. Dạ, nhưng mà do là những cái con nhỏ đó có những cái con đặc giải nên em muốn show cho anh và mọi người xem trước. Quá xong rồi sau đó em mang lên cách ly sao. Ok. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Các bạn thấy mình múa rồi ok không? Múa cũng dữ. Mac color rồi này nọ. Ok bạn, rất là vui tại vì mấy anh em ngồi chờ từ chiều tới giờ. Nói chung là hôm nay một ngày bận rộn của mình á. Sáng thì mình đi hôm nay mình 3 show. Show đầu tiên thì mình đi quay cá rồng, sau đó tới quay mấy bạn kiến. Thì show cuối cùng là ở trên Aqua Studio này để đón mấy bạn cá coi từ bên Nhật về ha. Trời ơi, cũng rất là nhiều tiếng rồi. Dạ. Cuối cùng là đón mấy bé về được. Thật ra cái an toàn. Cái cảm giác này nhiều anh em làm nghề cũng chưa có trải nghiệm được. Tại vì họ kinh doanh họ phân phối nhỏ hơn thì họ chỉ đến sau mà khi mà em thuần dưỡng hết thì họ chỉ đến trại em xem và lựa rồi mang về bán lẻ lại. Đó, thì là đôi lúc của họ không có trải nghiệm được cái cảm giác mà unbox cái hàng từ Nhật về. Dạ. Anh Nam cũng là cái người may mắn á. Dạ. Không tốn xu nào mà vẫn inbox được 42.000 đô nha các bạn. Không chẳng như không tốn xu nào mà còn được uống một ly cà phê, tặng thêm một cuốn lịch nữa. Thức khuya chút thôi. 42.000 đô giờ là tầm nhiêu ta? 42.000 đô khoảng 800 mấy chục triệu á, 870 triệu. Tầm đó, 870, 888. Dạ. Cảm giác của mình màu sắc á, qua cái bao thôi rất là tươi, sắc nét. Và cái sức khỏe của con cá thì rất là mạnh ha. Dạ. Nó bơi lội tung tăng rồi. Dạ. Mạnh, dữ mạnh. Trước mắt là vậy. Giờ đang chờ để cho nó cân bằng chút xíu rồi chúng ta sẽ thả nó ra.
Thí dụ lúc mình quan sát đây nè, thì mình ví dụ như là những vấn đề nào có thể nhìn vô là mình sẽ biết là có cái vấn đề đó hơi trục trặc đồ này nọ. Dạ thì cái chuyện mà đầu tiên nhìn vô hay là như em nói là con cá nó phải quẩy này nọ. Mà nếu mà con cá mà nó không quẩy mà nó nằm im, cái bao mà lật đâu thì nó lật theo đó. Vậy là bất thường. Dạ, nhưng mà những cái trường hợp đó thì em cũng đã dự phòng một cái gọi là một cái bệnh viện mini. Dạ, đầy đủ điều kiện để nếu mà trong trường hợp cấp bách thì em sẽ đưa thẳng vô đó để em xử lý liền. Ok. Dạ. Cho dự phòng hồi sức liền. Dạ. Thì như mình đã có chia sẻ trong clip trước rồi, đây là một cái farm mà anh em mới build, cho nên là cái chất lượng nước, cái lượng vi sinh trong đó nó chưa có cân bằng, chưa có ổn định, cho nên là chúng ta thấy nó thứ nhất là bọt nhiều nè, ha, thứ hai nữa là nước nó cũng hơi còn đục đục, vàng vàng, chưa trong. À, thì cái này thời gian từ từ nó, khi mà cái hệ vi sinh nó đủ mạnh, đủ lớn thì mọi thứ nó sẽ đẹp thôi. Dạ. Ok các bạn, bây giờ cá đã được ngâm ở dưới đây nãy được một khoảng thời gian tương đối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thả cá xuống hồ. Tuy nhiên thì theo như Long chia sẻ, ở trong cái chuyến hàng này có ba cái trại khác nhau. Điều đó đồng nghĩa là ba cái nước ở trong cái nguồn nước ở trong ba cái trong cái chuyến hàng này, ba nguồn nước nó khác nhau. Cho nên là chúng ta sẽ thả cá vô cái tăng này và chúng ta thả cá xuống thôi, chứ tôi không để cái nguồn nước nó nhiễm vô, ba nguồn nước nó trộn vô nhau ha, không có rủi ro gì đó. Đây là cái giờ bắt cá mà mắc nhất mình từng biết, như bữa em nói như mấy triệu quên rồi. Dạ, cái cây này lúc em mua ở bên Nhật là 250 đô. Đó, khoảng dạ. 6 củ. Dạ, có những cái cây vợt mắc hơn nữa anh. Nhìn thấy giống cái vợt của cà phê vợt hồi xưa quá. Với lại khi mà chúng ta thả trên đây nè, chúng ta sẽ coi được con cá nó ở khoảng cách gần sẽ đẹp hơn. Rồi sẵn mình cũng coi có lỗi lầm gì không đúng không em? Dạ. Hàng sơ sơ đâu. Nhiều nước mà. Tối nay mình cũng phải che chắn kỹ lại đề phòng trường hợp mấy bạn nó nhảy đúng không? Mới về môi trường mới. Chắc chắn là sẽ nhảy luôn anh, tại vì cá mới về môi trường mới á, kiểu gì cũng sẽ nhảy thôi. Đồ anh mà về đóng cá này tối nay anh khỏi ngủ luôn chứ ngủ ghê gì nữa. Nếu nó là của mình thức luôn các bạn, nhưng mà mình ngắm ké thôi. Dạ. Ngắm ké cũng đủ sướng rồi. Trời ơi, cá nó đẹp kìa. Chắc hai anh em mình lên okay. Anh em. Anh em cẩn thận cái cây nha. Trời nó nặng á. Rồi. Hey, em sẽ cho anh em tự tay unbox con này luôn ha. Thì á, quy trình em nói sơ ha là anh sẽ mở bọc ra, xong anh xoắn miệng bịch lại, ok, xong anh sẽ lấy nước ở ngoài cho vô từ để cho con cá nó thích nghi cái pH giữa hai cái nguồn nước, ok, xong rồi sau đó là anh nắm cái bịch đầu bịch vuốt nhẹ ra, con cá sẽ ra ngoài liền, ok, dạ, rồi chơi. Anh gương để trong này. Thôi nãy giờ em có thấy cái giấy của cô đây, đầu tiên nó mở bịch ha bạn ha, xoắn cái bịch lại để trong cho nó có cái mở cái miệng ra rung các bạn ơi, rung 12.000 đó. Đó, ta cho nước bên ngoài vô đây xíu. Dạ. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Cho nó chung hòa. Dạ anh hớt. Anh hớt nước chưa? Dạ rồi. Đó, anh hớt từ từ vô. Đó, để cho cái nước nó... Thì khoảng bao lâu nữa bắt đầu mình cho nó ra được? Dạ vài phút là cá nó không có khó chịu là mình thả ra được ạ.
bịch này có tái sử dụng không em, hay là xong rồi bỏ luôn? Dạ, những cái bịch này, ví dụ như những cái bịch ngoài á, thì đôi lúc em có thể sử dụng để em đóng đường đi gần. Còn nếu mà đi xa, ví dụ như đi gần hôm bữa là từ cài em qua đây á, thì em có thể sử dụng lại. Còn nếu mà đi xa thì em sẽ sử dụng bịch mới luôn. Dạ. Còn nếu mà đi trong nước thì không cần cái bịch này đâu anh Nam. Dạ. À, cái này bóp vô nó sẽ xì ra oxy. Dạ, nó là oxy khô á anh Nam. À, oxy khô. Dạ. Rồi mình có thể vuốt cá ra được á anh Nam. Hay rung á. Trời ơi nó đẹp. Bảy mươi lăm xăng nha các bạn, 75 cm. Nó đúng là người Nhật luôn. Có chỗ nào bỏ thì mình cái đừng có để nước nó nhiễu qua cái hồ khác nữa. Quá đẹp, không uổng công thức khuya chờ đợi luôn. À, đây là một bảng cá với giá trị là 12.000 đô và đã được có khách rồi nha các bạn. Cái này là khách nhờ Aqua Studio đấu giá từ bên Nhật luôn, với giá là 12.000 đô. Thì hôm nay là bé nó về, ngày mai nó sẽ được về nhà mới. Đúng ra là hôm nay khách sẽ tới inbox luôn đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi mà tại vì cái chuyến bay mình bị delay trễ quá. Dạ. À. Về. Chiếc H300 này nó bơi ngộ quá ta. Chạy ngộ quá ta. Mình thấy cái màu đỏ con này rất là dày luôn. Đúng rồi. Cái trong cá coi đó anh, nó có hai cái màu là màu đỏ với màu đen. Thì cái màu đỏ nó gọi là cái Benny. Dạ, cái màu đen nó gọi là cái Siêu mi. Dạ, thì là anh nghe ví dụ em ngồi em nói chuyện với bạn bè rồi em khen cái con đó là con này cái Benny nó đẹp quá. Thì là có nghĩa là em đang khen cái màu đỏ con này nó đẹp. Dạ, hoặc là cái em nói có cái Siêu mi con này nó hay quá thì là cái màu đen con này đang đẹp quá. Thì cái dòng cọp đỏ mình á, cái đen nó gọi là cái Siêu mi. Dạ, cái này là cái Benny. Dạ. Đây cũng là một cái cấu trúc mà body cá rất là tốt luôn á anh Nam, thấy không? Nó to đều cái con cá đều luôn. Nó không có chỗ nào mà nó bất thường tốt hay là cái gì mất cân đối hết. Anh em thường chơi cá thì người ta thích những cái con cá mà nó có cái hùm đầu như vậy. Em gọi là cái gù á anh Nam. À, dạ. Ngay đây đúng không? Dạ, đúng rồi anh. À, giống như cái lên. Con Tencho Sanke mà chút xíu mà mình thả ra nó cũng vậy. Dạ, nó gù, những cái con mà gù lên vậy là anh em rất là thích tại vì nhìn nó rất là lực. Đúng rồi. Dạ. Mạnh á. Giờ cho bé nó bơi tung tăng ở đây khoảng bao nhiêu phút rồi đầu dạ, xuống em chuẩn bị cho xuống. Dạ. Khoa cho xuống đi, hay là bạn Khoa là kỹ thuật chính ở đây. Dạ. Khoa là bắt cá hơi bị siêu nên cho Khoa thể hiện. Khoa qua đây nè Khoa, để không có bị vướng cái kia cho anh Hiếu phụ Khoa. Giống như bữa em chia sẻ với anh Nam á, đối với những cái con cá lớn như vậy á thì á là em sẽ dùng cái bịch xốp để em bắt nó để cho giảm thiểu tối thiểu cái rủi ro xảy ra cho con cá. An toàn là trên hết. Dạ đó, phải hai người. Lấy cái lượng nước ít nhất có thể nha Khoa. Sao em mang con Tencho lên luôn. Rồi. Này cũng là một bạn cá đỉnh khác nè. Cái đầu nó đẹp lắm các bạn, cái màu đỏ phải nói là nó dày cái gì nhắc lại. Dạ cái hachi nhưng mà cái màu đỏ gọi là cái gì? Dạ cái Benny nhưng mà cái màu đỏ đang ở trên đầu nó gọi là cái hachi. À hachi. Hachi con này đó dạ.
có một màu đỏ trên đầu thôi, một điểm vậy thôi, gọi là haki. Dạ đúng rồi. Thường là cái con tencho á thì cái màu đỏ trên đầu nó gọi là cái haki. Haki. Dạ. Rồi cho anh Nam unbox luôn. Mình sẽ đây để cái certificate ở đây ha. Cho nó giống Nhật chút. Rung bay. Anh Đức quay, em nghĩ anh Đức qua kia kìa. Nay em để cái sợp này ở đây nè. Rồi anh Đức quay anh Nam unbox ra nhìn nó sẽ ok hơn á, đẹp hơn á. Cẩn thận nha anh Đức. Đức cũng tính đổi điện thoại mà. Đó. Bé này chắc cỡ 6 ít thôi. 6 mấy thôi hả không? Dạ. Rồi có kích thước đây nè. Con này là 65 cm. 65 cm. Dạ. 65 cm. Dạ. À, chắc nước vô vậy cũng ok rồi ha. Dạ. Haki. Đúng không? Dạ haki. Haki. Dạ. Ráng học mấy thuật ngữ này mốt nhiều khi dính luôn ha, nhiều khi mốt vô nghề luôn nha các bạn. Không biết được đâu. Mình hay bị dính sản lắm, thấy đẹp đẹp dễ dính. Lúng luôn. Ok em thấy à. Do cái bịch nó bị ít nước quá. Tí xíu nữa khi mà anh Nam mở em quay ra. Kéo á, em nghĩ là chuẩn bị kéo ra em quay ok đó. Anh Nam kéo ra được đó anh Nam. Tính ra anh Nam đụng vô con nào nó cũng ngoan ha. Ru. Anh có tài lắm á. Sẽ đụng vô con gái nó quậy quá. Rồi gà con rồi rồi cái haki nó đỏ. Đẹp chưa kìa. Yeah. Con này gọi là Tancho Sanke á anh. Tancho Sanke. Dạ, Tancho Sanke. Dạ. Yeah. Bông con này rất là đẹp luôn á anh. Anh thấy không, là nó có cái hum gù ở trên đầu á. Anh nhìn cá nó rất là mạnh mẽ đúng luôn. Dạ, rất là lực. Cái dòng này anh em trong giới săn cũng rất là nhiều anh. Dạ. Yeah. Có chủ cho em. Dạ con này đang đợi anh Nam á. À, cái con này như nãy em chia sẻ là có một anh ảnh muốn lấy. À. Dạ nhưng mà em bảo ảnh là khoan đợi em về Việt Nam xem nó như thế nào. Rồi đó em sẽ báo cho ảnh xem sao. Dạ. Ngoại hình là hoàn hảo rồi, giờ mình coi coi sức khỏe bé nó sao nữa là mình... Dạ, những cái dòng mà cá mà những cái dòng da trắng ví dụ như Tancho Siro á, thì khi mà đi đường dài á, nó sẽ có cái biểu hiện là nó stress. Thì khi mà stress thì nó sẽ nổi gân máu, anh thấy không? Đây là có những cái gân máu nó đang hồng hồng trên da. Dạ, thì khi nó thoải mái là nó lặn xuống nó trắng hơn. Dạ, khi mà nó ok, nó happy, nó sẽ trắng giống như vậy nè anh. Dạ, nó sẽ không có bị đỏ đỏ giống như vậy nữa. Dạ. Cái khoai cho xuống ha. Khoan thấy vậy chứ khỏe lắm anh. Một mình cắn hết luôn. Dạ. Con này chắc khoan một mình được. Ok. Cho khoan lên sóng. Ít nước thôi em. Đây là mai vàng hả? Dạ. Gọi là mai vàng. Dòng này là tên là Yamabuki á anh. Yamabuki. Dạ. Anh mở bịch nha. Dạ. Mở bịch anh cho nước vô từ từ nha.
cần nước, nước văng qua hồ khác. Anh Vũ, anh để hấp xuống anh Vũ. Ok. Cá đẹp là hết buồn ngủ không? Hết buồn ngủ, tỉnh luôn. Như Nam thấy, như em nói, ở bên Nhật có nhiều cái trại mà chất lượng họ rất là tốt. Nhưng mà do không có làm, họ không có làm hình ảnh, với họ không có làm marketing giỏi á. Nên là cái nhiều anh em không có biết được cái trại mãi. Thì nhờ những người dealer họ sẽ hướng dẫn cho mình. Giống như đây cũng là một trại điển hình. Anh nhìn cái cách họ làm cái certificate, nhìn cá rất là chán, anh thấy không? Nhìn màu lợt này nọ, nhìn nó rất là chán. Nhưng mà trên thực tế anh thấy con cá đúng rồi, nó rất là vàng. Nếu mà mình mua cá mà nhìn qua cái certificate thì nó sẽ không có đúng. Đúng rồi. Dạ, anh nhìn không có biết mông má nào vô. Dạ, anh nhìn thấy không? Cái màu sắc con cá nhìn nó lợt nhất. Nhưng mà trên thực tế con cá nó rất là vàng, rất là đẹp luôn. Có nghĩa là mình cũng đi qua thực tế, mình đã chọn những bé này rồi. Dạ. Mình xem tận mắt rồi. Dạ. Còn cái này thì mấy cái giấy certificate này hôm nay mình mới nhận được, mình mới thấy hình ảnh đó. Dạ. Được, anh nào cho ra được rồi. Đẹp quá, cái màu vàng. Vàng ống ánh luôn. Dạ. 4 số 9 luôn. Anh này lắm nè. Phê các bạn, anh em nào mặn kim yêu màu vàng đâu. Yêu màu vàng, thích sự lung linh, hãy tới đây. Nẹn cặp không ta, giới tính á? Dạ. Giới tính ở trại người ta báo cho em á là tất cả những cái con này là female hết anh. Female hết. Dạ. Thì á là ở trong cá coi á, cái con female nó sẽ có giá hơn là cái con male. Dạ. À, tại vì cơ bản là cái con female á là nó sẽ to hơn, cái body nó tốt hơn con cá male. Dạ. Mà female hay là male gì nó cũng phải có cái gù hết hả? Hay là dạ, nó cũng tùy cái form cá. Anh thấy như cái con này cái gù của nó tốt hơn cái con này. Đúng rồi, con nó không có bằng cái này. Nhưng mà mình nhìn cá mình không có thể mà xác định cái gù không, mình đánh giá toàn diện cá. Tại vì giống như con cá nó đầy đủ những cái yếu tố, sau đó mà cái gù nó cao nữa thì là nó sẽ hút cộng điểm thêm thôi. Dạ, nó hút khách hơn chứ không phải là cái gù nó đánh giá là cái con cá nó có tốt hay không. Ok. Dạ. Khoan, đợi anh quay cái video cái. Hạ xuống đi Khoan. Nhỏ nhỏ ôm tay luôn. Dạ. Được. Thái cực quyền á nè, thái cực quyền á. Nè coi nè các bạn, hãy xem đây. Đó. Được. Khi mà mình bắt con cá bằng tay anh, thì khi mình xoay lúc nào con cá, cái đầu con cá lúc nào cũng hướng vô cái người mình á. Dạ, thứ nhất á là nó có thế hơn khi mà mình cầm nắm con cá. Thứ hai nó trong quá trình mà con cá nếu mà có trường tới á thì mình cũng ôm vô được. Còn nếu mà mình xoay cái đầu con cá ngược lại á, nếu mà nó trường tới là mình không có giữ con cá lại được thì á là nó sẽ rớt xuống đất. Dạ, giống như em nói anh á là tất cả mọi thứ đều phải có kỹ thuật hết. Có kỹ thuật hết. Dạ. Đây là cọp đỏ nha các bạn. Cái màu đen gọi là gì em quên nữa. Dạ, cái màu đen gọi là cái sumi. Dạ. Cái này phải tương tác nhiều với nó.
à, nói tới nó lui từ từ sẽ yeah. sẽ nhớ được các bạn. Rồi trong một lúc thì em chưa nhớ nổi. Cho anh một bầy cọp luôn. Ok rồi chắc Khoa unbox đi ha. Mà anh kêu là anh chỉ nghe là cọp xanh với cọp đỏ thôi hả? À, cọp xanh với cọp bạc. Cọp nâu với cọp bạc. Cọp nâu với cọp bạc. Này tiger đỏ nha các bạn. À, cái lô này, cái lô cọp này á, thì á, ở trại người ta nói em đây là những cái con tategoi. Dạ. Tategoi là một cái thuật ngữ chỉ những cái con cá mà chất lượng nhất ở trong cái lô. Oh. Dạ, những cái con cá mà đáng để giữ lại rô cho nó lớn lên thì á, là gọi là tategoi. Tategoi. Dạ, em cũng may mắn là chủ trại dành cho em những cái con cá rất là đẹp nha. Dạ. Tategoi. Ô. Oh. Tại vì em muốn hạn chế tối đa cái chuyện mà nước từ hồ này nó sang hồ khác á, để tránh mà mình lây nhiễm cái nguồn bệnh từ hồ này sang hồ kia á. Dạ. Nguyên bầy cọp luôn. Ok, giờ anh em có thể bắt cọp á. Bắt cọp luôn hả? Thôi anh không dám đâu em ơi, nói chứ không có nghề đâu. Trừ nó phóng cái tọn cả. Tategoi. À. Dạ, tategoi. Này gọi là giống như gọi là cái gì ta? Lứa mà tiềm năng á. Dạ đúng rồi, năng á, em tiềm năng. Tiềm năng á. Khoai cho xuống từ từ được á Khoai. Thấy vậy chứ nhét tay vô làm chụp giật cái là nó phóng mất tích liền nha các dạ, bạn. Khó anh, với lại một cái nữa là làm cái này phải dứt khoát. Đúng rồi. Bắt cái là đưa xuống liền luôn mà anh cứ sợ, anh càng sợ mà anh cứ chập chừng là cá sẽ phi liền. Đúng rồi. Dạ. Đau nó tội nghiệp nó. Em có thể cầm em giữ trên mặt trên gọi là trên bờ chút xíu anh coi cái bẫy đẹp quá. Đó, vậy dễ giữ. Họ đẹp lắm các bạn, đẹp lắm. Ok. Đây em sẽ cho anh coi một cái con rất là đẹp. Rồi, khoa bắt đi, anh bắt đi, chừa con này lại cho anh nha. Đúng rồi, chừa con nó lại cho. Rồi đây, em bắt cho anh Nam xem ha. Rồi. Đây, đây là một con cá mà rất là đẹp luôn. À, anh thấy không? Cái hoa văn của nó rất là cân đối. Từ trên xuống dưới. Cái màu đen của nó rất là đẹp. Cái con này thì khi mà nó mới về nó đang chết anh. Nên là anh nhìn cái màu đen nó cũng chưa có thật sự là nó dày, anh thấy không? Nó rồi. Vẫn còn ấy. Khi mà con cá mà nó happy, nó khỏe mạnh anh. Và khi mà nó thuần, em thuần dưỡng quen á thì cái màu đen này nó sẽ đen lấy luôn. Đậm anh, lên luôn. Dạ, nên anh nhìn giống như nó đen giống như là cái miệng này. Dạ. Này. Đó thì anh sẽ rất là đẹp. Dạ. Ok, qua xuống đi. Rồi, dạ mai lên. Nó mới xuống anh thấy có vẻ nó thích rà cái tầng đáy á.
Dạ, thật ra thì là khi mà cá nó mới về nó mệt, nó sẽ có xu hướng là nó nằm nhiều. Dạ. Tung tăng như là nãy bữa chắc cũng 10 tiếng nằm trong bịch. Dạ không, nó đến hiện tại là gần 30 tiếng rồi đó anh. Gần 30 tiếng rồi. Dạ đúng rồi anh. Ồ. Dạ, tại vì anh tính là đi từ Nhật về đây là 5 tiếng. Dạ. Máy bay á. Dạ nhưng mà tại vì giống như em ở đây em chuyển cá đi ra ngoài Hà Nội đi thì là em phải mất trước đó là 4 tiếng là 2 tiếng trước khi mà có mặt ngoài sân bay là em đã đóng cá rồi ra ngoài đó phải đợi đến chuyến bay nữa. Dạ thì cái thời gian từ khi mà đóng đến khi mà em nhận được á, nếu mà đúng á là 26 tiếng. Dạ nhưng mà nãy giờ anh em mình trễ á, thì trễ 30 tiếng. Dạ. Thải đi Khoa, thải mấy em này. Đây, phụ một tay cho mau ra hồ. Rồi được rồi, thả xuống đi anh. Sau khi thả 42.000 đô xuống nước thì bắt đầu quen tay rồi các bạn. Đầu em quen rồi. Anh Hiếu cột cho nó lên cái cây ống luôn á. Mà không cần đâu, anh gá là chút xíu đi. Tại vì tí xíu em sẽ tăng cường thêm một cái đĩa sủi nữa Khoa đang làm á. Cứ để cho cá nó khỏe thôi. Nó nhảy á, đầu mới về hồi mới đầu nhảy á. Dạ. Rồi Khoa cho xuống luôn nha. Anh Hiếu ấy muối lên. Hay chơi tay hay chơi bịch? Tay luôn hả? Muối lên. Đèn ống luôn nè. Wow. Ôi ôi. Đẹp. Đẹp mà chụp hình xấu quá. Đây các bạn, thì cá mới về thì chúng ta cho muối vào hồ để giúp bé nó mau chóng đỡ bị stress hơn ha, mau chóng thích nghi hơn. Muối này mình xài muối hột phải em? Dạ đúng rồi, em xài muối hột anh Nam. Một bao này là khoảng bao nhiêu ký? Dạ một bao là 50 ký anh Nam. 50 ký. Dạ. Hồ này bao nhiêu khối ta? Dạ cái hồ này của em á là nó khoảng 23 khối. 23 khối. Dạ. 50 ký muối. Dạ, ở đây cứ bới cá với dắt muối rồi lên cơ. Hai bao. Này là cái những vật liệu lọc ha. Dạ, cái muối mình đánh á là mình cũng đánh theo cái tỷ lệ nó anh. Dạ, thường thì là tùy theo cái sức khỏe cá. Nhưng mà ở đây em đang cho đánh là khoảng 4 đến 5 phần ngàn. 4 tới 5 phần ngàn. Dạ, có nghĩa là 1.000 lít là 4 đến 5 ký muối. Dạ. Hôm qua đây tưởng nuôi mới vô từ vật liệu lọc. Dạ. Đây là cái hạt gọi là hạt khao nét. Hạt gì em? Hạt khao nét anh. Khao nét. Dạ, khao nét. Cái này mà những cái ngày mà kiểu như là em
em mệt á anh. Ừ. Em mở cái hầm này em ngồi em nhìn cái mà em dính luôn anh. Dính luôn. Anh ấy nhìn cái hộp, cái hàng này nó tải ra hàng khác nó sủi lên. Anh ngồi nhìn hoài được hoài luôn. Rồi dễ đi vô ma đạo lắm. Nhìn lát dễ sảng lắm. Vô ma đạo á. Thường cá mình về buổi đêm cho nó mát ha, hay là giờ nào về cũng được? Dạ thường thì về buổi tối nhiều anh. Dạ. Giống như anh nói buổi tối thời tiết nó sẽ dễ chịu mát, hơn dễ cá chịu nó thích hơn. Nghi hơn. Thứ hai nữa là do cái lịch bay nữa anh. Dạ. Đa phần là về buổi tối. Khi mà về buổi tối á, thì em cân bằng nhiệt nó sẽ nhanh hơn tí. Còn về ban ngày á, thì cái thời tiết nó nóng á. Nếu mà về ban ngày em sẽ phải cân bằng nhiệt nó lâu hơn. Dạ. Xùi dạ, anh nhìn hoài được hoài luôn. Nhìn hoài được hoài luôn á, không có đường ra luôn các bạn. Nhìn không có đường ra, không lối thoát luôn. Đi như nguyên nồi nuôi nấu vung lên. Rồi vậy là xài tổng cộng 100 kg muối. Dạ. Trời, cái miếng pallet nhựa này cũng tiện quá ha. Dạ. Em sẽ unbox những cái con mà đặt giải ở bên Nhật và những em mà size nhỏ đặt giải ở Nhật cho anh xem ha. Ok. Các bạn bây giờ Long chuẩn bị giới thiệu cho mình những cái bé cá mà đặt giải ở bên Nhật ha. Giải gọi là Mini Range Champion. Đúng không em? Dạ, trong đây có một con Mini Range Champion. À, trong này, trong cái... mấy bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn. Thì có một bạn trong này là Mini Grand Champion. Đó. Đây nè, cho anh em xem. Này cái con em nãy em nói là em con này là Baby Champion. Ừ. Dạ đây là đó Huỳnh Long nè, Huỳnh Long lên về tạp chí luôn. Dạ đây là kỷ niệm chương rồi những cái giấy tờ của khi em nó đạt giải. Ừ. Dạ đây là đây là cái tạp chí của Nhật thì là em này đây. Ừ. Đây, tên của em nè. Dạ, trong đây có một cái con Gosiki này cũng tên em. Ừ. trong cái lưới này anh Nam đang cầm luôn. Ờ cũng có dạ. Luôn. Dạ. Quá dữ. Bởi vì cái này là liên quan tới nước cho nên cái certificate này được ép cái bìa cứng rất là chắc chắn ha. Anh em quăng vô nước ảnh lên thùng là thoải mái rồi. Một năm tuổi. Rin Rin Sanke. Dạ đây là cái bác chủ trại cá của này. À. Dạ. Đây bác đang nói về cái con Sanke của em. Ừ. Dạ. Huỳnh Long. Dạ. Victor Huỳnh Long. Quá tuyệt vời luôn. Lưu ra certificate rồi này nọ chứ. Nè nè anh, đây là một cái nghi thức chào đón cái Grand Champion ở Nhật. Dạ. Nếu mà em đi qua bên đó em lãnh giải thì em cũng sẽ được tung hô vậy. À. Dạ.
Cái anh này là anh này tên Thái, thì anh này là sinh sống ở Nhật. Và em cũng rất là cảm ơn anh Thái vì anh Thái đại diện cho em để lãnh giải ở bên Nhật. Đây là bác chủ trại. Tuyệt vời. Rồi, em sẽ mở cái em này ra. Nè, khoai cái này đi. Đây là một dạng, ba em nói là dạng thuốc kháng sinh. Kháng sinh. Dạ. Khoai sẽ anh bóc mấy cái này. Tại vì sắp tới Khoa cũng sẽ bán hàng rất là nhiều nên là em muốn cho Khoa lên clip để anh em thấy, anh em biết và okay, sau này đến trại tương tác với Khoa. Đây anh này, đây nhìn cái biết ngay đó. Trong cái môn chơi này á anh Nam, giờ nó không có quan trọng là cái con cá mà càng to thì sẽ càng mắc. Quan trọng là cái con cá đẹp nó như thế nào thôi. Dạ. Giống như là những cái em nhỏ này á thì cái giá trị tương đương hoặc là to hơn những em to đang ở bên hồ kia của em nữa. Dạ. Mà size thì rất là nhỏ. Dạ. Nhỏ. Ví dụ như cái bé mà Baby Grand Champion đó thì em có thể tiết lộ cho anh biết cái giá mà. Dạ, cái em này á thì tại vì em cũng hơi bất ngờ mang về cho em cái giải rất là lớn. Dạ, nhưng mà nếu mà đủ hấp dẫn để em bán ra thì em này em sẽ không bán dưới 5.000. Dạ. Chút xíu vậy thôi bạn. Dạ. Này chắc cỡ 10 mấy thôi, 10 mấy cm thôi, 10 mấy cm thôi. Nhưng mà là tiềm năng ha. Dạ. Đầy đủ tố chất. Không có quan trọng là cái size hay các bạn ha, quan trọng con cá đó nó có đẹp hay không. Cái chất lượng cá. Cái chất lượng con cá có tố chất hay không. Những cái em mà nằm ở dưới hồ đó thì cái chất lượng nó sẽ rơi khoảng từ 250 đô đến khoảng 600 đô là em có thể bán được rồi. Dạ. Nhưng mà anh thấy không, hai cái size nó bằng nhau. Đúng rồi. Nhưng mà cái chất lượng nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Dạ. Có mấy bạn anh thấy cái vảy nó ánh lên, còn có bạn này nó không ánh thì dạ đúng rồi, đó là thêm một cái dòng nữa, có nghĩa là đây là cái con cơ cư vảy thường. Vảy thường thì con này cái vảy nó ánh kim như là sà cừ với anh. Đúng rồi. Thì cái dòng này người ta gọi là Green. Green. Dạ. Đằng trước cái tên cô cư thì gọi là Green cô cư. Dạ, nên là anh nghe Green cô cư là anh biết cái con này sẽ đang có lòng vảy không ánh. Như bạn này á, bạn có cái bạn mà Baby Grand Champion á, này là Green Sanke. Green Sanke, dạ đúng rồi. Thấy không, tôi cũng học nhanh chứ bộ. Học cũng nhanh chứ bộ. Đó là da nó ánh sa cừ lên nè, thì gọi là Green. Này là Sanke. Trong cái sa cừ này nó sẽ chia thành nhiều cái loại sa cừ nữa. Dạ, nếu mà cùng hai con Green. Nhưng mà là cái con nào mà cái Green nó sáng hơn thì nó sẽ đắt giá hơn. Giống như anh Nam nhìn kỹ ha. Cái con cơ cư này, cái Green của nó, ý là cái con Sanke này, cái Green của con Sanke là rất là sáng. Đúng rồi. Nó sáng, nó ánh hơn rất là nhiều. Dạ. Yeah. Anh Nam nhìn, nếu mà anh Nam có ánh đèn, anh Nam nhìn vô là cái Green con này á là nó sáng hơn rất là nhiều anh Nam. Dạ. Yeah. Nó dày hơn, con kia giống như có hai cái đường thôi. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Tuyệt vời. Như nãy em chia sẻ anh Nam á, cũng rất là may mắn
là anh em người Việt mình cũng cũng trong cái cuộc coi show đó anh em cũng thi rất là nhiều, thậm chí có nhiều anh em bỏ rất là nhiều tiền mua cá luôn, nhưng mà em chỉ chọn đúng 7 con thôi. Thì trong này có 2 con là em tư vấn cho khách hàng của em, 5 con còn lại là em mang đi, và may mắn là tất cả 7 con này đều có giải hết luôn, đều lẫm ếch. Dạ, và có 2 con là đạt giải cao và được lên tạp chí của Nhật luôn. Đó là một cái mà em gọi là rất là may mắn, rất là may mắn luôn. Thì là năm nay là coi như là phát tài phát lộc luôn. Thích quá bạn, sao mà tính đi quay clip chơi chơi cuối cùng thấy dính quá bạn, thấy thích là chắc không xong rồi. Dạ. Chắc bị lúng quá, tính đi quay chơi hay đâu có tính tới vậy. Những mấy cái em này tuy là còn nhỏ nhưng mà anh thấy cái màu đỏ, sắc màu đỏ lại cái nền trắng của nó, anh thấy tương phản rất là tốt. Đúng rồi. Và do là cá nhỏ, tại vì anh thấy không, những cái con cá mà em gọi là cái giá trị nó thấp một tí thì một bốc về em sẽ đóng 5-60 con. Thì á, 7 em này đi một bốc rất là to luôn. Nên là được cái sự ưu ái đó. Nên là anh thấy về cá rất là khỏe, da rất là trắng, anh thấy không có bị stress, không có bị đỏ, không có bị gì hết. Dạ. Nhưng mà tại vì những em này cái giá trị nó rất là cao. Nên là em phải có chế độ đặc biệt chứ. Dạ, em phải buộc lòng em phải đóng kiểu này. Dạ, chứ nếu mà những cái cá thường mà em đóng kiểu vậy thì cái chi phí nó rất là cao. Chi phí nó tính theo kiện hay là dạ, một cái thùng vậy đúng không? Dạ, tính theo ký lô á anh. À, ký lô. Dạ. Mầm non tương lai không á các bạn? Mầm non tương lai. Tương lai sẽ làm được những quốc gia. Giờ cho đá u trước này. Quá đã luôn. Rồi ok các bạn. Không uổng công mà chúng ta đã thức khuya đón một cái chuyến hàng phải nói là quá xịn, quá đẳng cấp, quá đẹp luôn. Thì cũng cảm ơn Long, cảm ơn những anh em của Awa Studio đã cho Nam Ngô Farm có cơ hội được những cái trải nghiệm rất là thú vị, mà cũng không có dễ được trải nghiệm này đâu các bạn ha. Đó là được bóc siêu đập thùng những cái bạn cá VIP nhất được giải đâu này nọ từ bên từ Nhật Bản về đây. Đó thì đây là một cái đêm phải nói là hiện nay là 2 giờ đêm nha các bạn. 2 giờ đêm, 2 giờ sáng chứ lộn. Đúng 2 giờ luôn. Đúng 2 giờ sáng luôn. Ok mọi người. Thank you mọi người đã xem clip ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe luôn. Ai có muốn tìm hiểu về cá coi này nọ thì có thể connect với lại Long đây ha. Còn nếu mà không biết kênh tác thì comment bên dưới, mình sẽ đưa cái thông tin để mọi người liên lạc. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye. Anh em Farm chào mọi người cái nè. Bye bye.